And this lesson from Unit 2 Gratification, we're going to talk about Go with Joran. Và trong khung mê rên ní, dường này dùng bị biệt Go, pra cho mùi nâng Joran. Trong biệt tha Joran ní, mình này thá kể sắp là Time ING nâng ngày. Trong mùi tiện biệt Go, cứ khung mê rên bỏ dưỡng, cứ kể chạy trên dịp bầy bộ phê, cứ Go pra khung Past Simple, go ក្នុង ប្រើ ក្នុង present simple និង go ប្រើ ក្នុង future ពេលដែល go ក្លាយ ក្នុង past simple អតីតកាល មានថា វា ក្លាយ ជា ពាក្យ when go ប្រើ ក្នុង present simple អាច មាន ពាក្យ go អាច មាន ពាក្យ goes go ប្រើ ក្នុង future simple វា នឹង ក្លាយ ជា be going បាទ ក្លាយ ជា be going បាទ អញ្ចឹង be going នេះ អត្ថន័យ វា ស្មើ go អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ go បូក មួយ ចរន្ត dương pra không cô một đồng ấy cứ sạc cầm một phiền nâng bài cầm sàn và cái nào bài cầm sàn cứ dương pra gỗ cho mình nâng chờ ràn hai trong một tí hồi dương giấy thác when fishing và trong mấy thác tới stu trầy chẳng là stu trầy này cứ bài cầm sàn dương phở biệt tới gỗ bố cho mình nâng chờ ràn cứ fish tới chứa fishing và fish này cứ chờ vớ bài thác stu trầy thác tới stu trầy và tại tây tạc càng hẹp bán tới stu trầy ដល់ពេលយើងប្រើក្នុង present យើងនិយាយថា go dancing ឬក៏ goes dancing បាទនេះគឺទៅរាំកំសាន្ត ដល់ពេលទៅជាអនាគតកាល ថានឹងទៅ ខ្ញុំនឹងទៅ បាទអញ្ចឹង អាចជា I am going hiking she is going hiking ឬក៏ we are going hiking បាទ មានថា យើងនឹងទៅ hiking អញ្ចឹង មកកញ្ចប់ ត្រឹម នេះ បាទ ត្រឹម are going, is going, rồi có am going nè, vì sao nó biết tha go nè bà, chẳng sao biết go tê, bên tai là sao thì dương trong prao vì chỉ future chỉ là của tất cả, tự việc cầm lại luôn tự chia are going bà, are going, am going, rồi có is going bà, bên dương sọc mắt cái nhé, nơi tai go, bột chùm mùi nắng, chờ rắn, biết tha chờ rắn cứ verb, đai bằng time ing, biết tha chờ rắn cứ verb đại bản time ing và chạm vào đồng đồng tiết việt thà chờ rắn cứ kể để sát đại dương bản time ing ở vía chẳng pi là go bốc mỗi kể sát tp kể sát tp nốt nó là để chỉ kể sát chờ rắn và time ing ở vía mà và thế nhé chẳng go nít co chỉ kể sát đấy nè go nó cứ kể sát và đặc biệt dương time nó kể sát mỗi tiết go kể sát ấy time kể sát mỗi tiết kể sát tp ní trừ bằng time và time kế ing nâng ngày ing cho the like dương mơ tha cho mấy dương vậy tha I go home và hay cho mấy bên dương gì tha I went to school và rồi có I go to school và I go home nick nhom từ tia hà nắng cứ chia phrase dial cả ta cả nấy cứ dương tới tới trăm chân mà đong và ở miền tha I go homing rồi có I go to home tì nè bắn tay cà phê go home cứ dương vậy ai mà bài tiết cứ we went to school rồi có we go to school mất lại nick ta go to vĩnh mình tha we go to schooling tới và biết bộ biết school nè cứ sầm đá từ đó tì tàng bởi dương trong ta go to lúc ra tới tới cái lại nhà mùi và tới place nhà mùi nhưng mà lại đi go đây phần tai mình tới cái lại nhà mùi cứ từ first ấy và tới rom tới stray tới đạp rầy nít tới sala nhé sala cứ chỉ tới cái lại đạp rầy rom stray nít cứ chia sự cảm hiệp chẳng chừng prau bị go bờ prau dùng mùi cảm hiệp xé nhưng từ time ing về tại bờ trong prau mùi tới cái lại cứ dùng prau go to nè đã tới tỏ tiền ưu tí hò dương mơ tùm rung srop dương prao subject go và kể sắp go dương bộ chú mươi nâng chờ ràn bởi xe dương trong bài cầm sàn chẳng dương tha Peter Apitu goes sightseeing every weekend nông present mấy cái lại ní bàn chìa thay chờ go go thay chờ goes pro Apitu ní sma bí he và chẳng mình là he goes bộ mũi chờ rắn sai sĩ yên và bộ chờ rắn nâng cư mình hãy cầm phía bó khách tới đà mưu và tại đà mưu bây giờ dân trong phát ô chìa tại tất cả tới chiếc we went và cái việc go nè
tới chiều vén về nhà, we go hiking tới chiều we went hiking last year và năm môn đó bị dùng trong thư chi anakotaka là bị go nó nghe we apply to go tiếp đấy cứ tới chiều to be going chẳng Dara and his brother are going và going cái fishing cái nhé chẳng không chấm nào đi việc prai pru tới chiều go tới chiều go tới chiều vén rồi còn tới be going aside lướt ten để dùng prai ví dụ bài sát dương vậy thá I và subject I dùng phở một đồng thoa mà đá rồi đà dẫn nè I don't go và I don't go fishing with him và Jenny doesn't go sunbathing every day và mấy cái này ní cứ nơi ta go ở đá chứ không Jenny vì small bit she vậy và không ví dụ bài sát bịa gỗ cứ trơi tập lọt mà thò mà đà với những pro dân bán đã bịa bả đã sai chỗ cứ bịa đóng nâng đà dần chẳng may ha gỗ ở prai tới chia gỗ nội tì vận tải tầm rong gỗ đại bốc chủ môi nâng kề sáp cầm một phiệp cầm san nơi tại trơi cá verb ing chuyển nét để những hai thát trơi cá chở rắn chuyển nét go fishing go basting và đã đai là bà và vì ở bắt đầu tới chia gỗ được gỗ sập nâng ở tây tất cả có được khỉ ở tây tất cả dân prai didn't bà hãy ở trái subject thì mình thấy dùng ở trái he she it it cứ pra bàn tiếng o tại mà đồn we didn't go snorkeling nè Sam didn't go horseback riding bà chẳng nơi không ở tây đặc ca dùng pra didn't máu việc go cứ dùng nơi chơi go ở đây là ở prai pru tới chơi go tới chơi go it bà chuyện chẳng đó phía anakotaka nhưng vậy thá my brothers and it's plural né plural subject mà biệt they chẳng my plural are going ba nè are going នេះគឺជាតម្រង mà bị biệt thà go ba are going windsurfing tomorrow ដល់ពេលយើងធ្វើជាប៉ាសែតដោយសារយើងចង់និយាយប៉ាសែតចឹង are going នេះវាខ្លាចទៅជាយើងថែមគេអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែម not មកចប់ហើយបាទបិចបន្តិចអូខេឃើញបិចsorry dùng một time not nè chẳng bà sát dương còn tại một time not máu bà cứ rụi rò lại bà chẳng my brothers are not going windsurfing chẳng anh đi việc lại thì chỉ bà sát bật hai qua dương time not thì xuống này và chẳng my sister is not và rồi có isn't sẽ dừng tới dừng trong ca tầm rung clay rồi tầm rung với nhà trò chỉ bằng hà chẳng nơi tại gỗ bột chủ mùi nâng verb nào mùi tiết clay thì chưa trở ra có thả future cứ tìm tí ở dương prá thuộc bí mùi tiết mà có chọc bằng này tiếp clay chi nà của tất cả là bà nè lấy dương tầm mưu dục ba chia xâm nua thử vinh và dục xâm nua cả nà dương prá không present cứ dương prá đu nâng đá sẽ bị mộc do you go và chẳng bị go ní on cắn subject die subject are you be day cái đó rồi còn he she it còn nữa tập ra go die và chẳng do you go fishing with him does Jenny go sunbathing every day và chẳng mình tha chẳng pra do nằng does ní cứ rồi hai giây on chăm bách prai là go tới chữ go aside là subject tiếp nốt tì yok bài chỉ present và đó bé dục ba chìa pha ở tây đặc ca cứ dùng ban prapi dit ní rồi tờ hai để sa prapi dit rồi tờ hai go gọt tam bách đồ tây chìa ven nội đài chẳng mình thấy dit they go snorkeling rồi gọt dit Sam go horseback riding và ở vậy thì dân trong này lại ní mình thấy vì nơi ta để sa tầm rong đặt đài là cứ tầm rong ấy kế cứ tầm rong sorry cứ tầm rống gỗ bốc chùm mùi nắng chờ ràn và nhé nơi tay gỗ bốc chùm mùi nắng chờ ràn đỏ đá nâng ở miền cá phải pro lấy tì quả thà bởi dương thuê chi đi và sai này sầm nua rồi nhầm thông bây giờ lại sầm nua sầm tù cô khổ lại nơi tay gỗ bốc chùm mùi nắng chờ ràn đỏ đá nâng nè nhé gỗ bốc mùi chờ ràn đỏ đá ở miền cá phải pro lấy cá gỗ bốc mùi chờ ràn nụ tì và ví dụ thầm nữa dùng đã đu nâng đá nơi bị mộc máu và xem nhập present hay bờ tay được cá dùng đã đít nơi bị mộc đọc future
dương còn để lực thuộc bí màu mộc thì bà nè dương lực thuộc bí này màu mộc máu chạy cụ chạy chuộng bà dương lực thuộc bí màu mộc mình là em is an đã màu mộc máu dương đã sập trịch này còn tốt hay à go bố chúng mới đang chờ rắn cứ nới có đài bà chẳng tới chìa are your brothers going windsurfing tomorrow rồi có is Peter's sister going rafting with her company etc. Và chẳng này cứ chia tùm rũng đại dương pra mùi go chẳng phải chậm đoàn hai mươi đoàn tiết tha go bê đại dương bốc chùm mùi nâng kê sắp cầm sàn mùi tiết kê sắp tỷ pi nâng nâng trời thám ING và thám ING ốc cún xâm rạp ca dục chặt tục đá hai xâm khâm ta video mê riêng mùi ní nâng chìa chùm nét đăng thamay mùi bằng thám tiết khăn ông ca pra bì xa ông lê rồi bỏ hình sách bỏ dương và xôm ốc cún.